Xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình tên là Kai và trên channel này mình sẽ nói về nước hoa, thời trang và phong cách sống. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chai đã discontinue, đã ngưng sản xuất của nhà John Bogatia. Đó là Ultramel. Đừng ở đâu hết nhé, video sẽ bắt đầu ngay sau đây mà thôi. Ok, thì như mọi lần á, thì cái phần đầu tiên của cái video này sẽ là phần presentation. Ok, đây là phần presentation của chai Ultramel. Thì như các bạn thấy đây là cái hộp của chai này. Thì nó có cái Ultramel đây và đây là cái nó khắc nổi trên cái hộp này là cái hộp một hộp thiết bình thường thôi ha. Thì đó, đây là bên trong hộp như thế này. Thì á, cái đáy hộp đó là nó cái phần nó đính vào cái chai. Thật ra gỡ ra thì nó cũng dễ thôi, chỉ cần rút mạnh ra cái nó ra. Đây là cái thiết kế chai Ultramel ha. Các bạn thấy đây là thiết kế chai. Thì chai này là một chai 125ml và mình mua được theo cái deal của một người, người ta pass lại, người ta không cần nữa. Thì cái chai này đã discontinue rồi. Thì cái phần xịt, nắp xịt của chai này nó có một cái chốt. Bạn phải kéo cái chốt này ra bạn mới xịt được, còn không bạn sẽ kéo bạn sẽ bị, bạn có thể thấy bấm nó không xuống, bạn phải kéo cái chốt này ra. Những dòng của nhà John Bogatia này á thì nó thiết kế rất là ấn tượng và nó rất là khác biệt với những phần còn với những chai nước hoa của designer khác. Thì cái chai này á, cái chốt đậy của chai này, cái vỏ xịt chai này rất là hay ở chỗ là nó có thể cho bạn điều tiết được cái lượng xịt tùy theo ý của bạn. Ví dụ nếu mà bạn bấm full shot thì nó sẽ ra full shot, còn bấm một chút xíu nó cũng sẽ xịt lên một chút xíu, xịt cho bạn thấy. Nhưng mà đây là một cái shot full ha. Đây là full shot. Còn đây là xịt tí xíu nè, đó, nó cũng ra. Có nghĩa là bạn có thể bằng một cái vòi xịt thôi, bạn có thể điều tiết được cái lượng nước hoa. Và chính này, điều này rất là quan trọng vì chai này rất là mạnh và chai này nó bám tỏa rất là khủng minh. Nếu mà lỡ tay xịt nhiều nó sẽ không hay. Do đó một số bạn mà ngại xịt nhiều thì có thể xịt tí xíu bằng cái việc mà bạn không có xịt full shot. Nói chung đánh giá khá cao thiết kế của chai này. Đáy của chai thì bạn sẽ có, như bạn thấy không, 125ml và Made in France. Thì cái chai này tới đây thì nó đã discontinue rồi và đây là cái phần presentation đã kết thúc và mình sẽ nói về phần scent characteristics ngay sau đây mà thôi. Sẽ nói tiếp về mùi hương. Thì trên tay trái của mình đây mình sẽ xịt opening. Còn trên tay phải mình đã xịt dry down một tiếng trước rồi. Ok, mình sẽ xịt, đây là Ultramel ha. Và mình sẽ xịt vào tay trái là mùi opening. Tuy nhiên là sẽ xịt một tí xíu thôi, tại mình cũng dẫn cái hiện tại cũng dẫn nó đi ra ngoài. Thì sẽ để một chút xíu để cho nó bay hơi. Thì có thể nói như thế này về mùi Ultramel, khi mà nó vừa chạm vào da nó đã tỏa ra rất là khủng khiếp, cái sức tỏa của nó rất là khủng khiếp. Có thể là ví dụ đây là tay mình đã xịt opening, và nếu mình để xa cái tay này thế này, đã để một cái sải tay mình vẫn có thể ngửi được. Và đó là một trong những điểm mạnh đáng ghi nhận của chai này, đó là khả năng bám tỏa gần như là xuất sắc. Về mùi hương, chúng ta sẽ nói về mùi hương như thế nào. Thì theo cấu trúc mùi hương, chúng ta sẽ có 3 tông mùi chính, đó là vanilla, đó là lê và đó là quế cinnamon. Đó là 3 tông mùi chính mà bạn có thể ngửi được xuyên suốt mùi hương. Thật ra không phải xuyên suốt, vì thực sự là mùi lê nó chỉ tồn tại trong khoảng 2-3 tiếng mà thôi. Sau khi mùi 2-3 tiếng thì gần như vanilla, cái tông ngọt, ngọt ấm của vanilla nó là cái tông chủ đạo. Mà thật sự mở đầu cho nên nó vẫn khá là tươi mát trong vòng khoảng 10 phút đầu mà thôi. Vì nó có citrus, nó có bạc hà, nó có hoại hương. Nhưng mà sau khoảng nửa tiếng là gần như tông ngọt nó là tông chủ đạo của chai này. Và đương nhiên chai này là một cái flanker của một cổ chai Le Mau, được sản xuất cũng của nhà John Bogatia và cũng là một trong những chai nước hoa đem tên tuổi của nhà làm hương Francis Cousin lên một cái đẳng cấp nó mới hơn. Chúng ta đã nói về mùi hương rồi, vì cái độ bám tỏa như thế nào thì gần như chai này bám tỏa rất là khủng, gần như ngang ngửa với Dior Homme Parfum. Chai này có thể bám trên da mình từ 11 đến 12 tiếng và có thể tỏa trong vòng rất là mạnh, trong vòng khoảng 2 đến 3 tiếng đầu. Có nghĩa là nếu mà bạn trong phòng bạn xịt á, thì nhiều khả năng cái người đứng ngoài cửa phòng của bạn người ta đã ngửi được rồi. Đó là cái sự khủng khiếp của chai này ha. Nếu mà để so sánh cái độ bám tỏa thì gần như chai này là thuộc dạng top trên của designer rồi. Rất khó có một cái chai nào cạnh tranh với chai này vì độ bám tỏa được.
Về mùi hương thì mình cũng đã nói rồi, vậy mình có thể về sử dụng như thế nào. Sử dụng chai này nó do nó tông ngọt là tông chủ đạo nên là bạn dùng thiên hẳn về mùa thu đông. Và đương nhiên chai này ở những nơi như Sài Gòn sẽ rất là khó dùng vì đương nhiên quanh năm rất là nóng, và cái khi mà cái dịp mà trời trở lạnh nó cũng không có nhiều ở thời tiết ở như thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà chúng ta có thể so sánh một loại mà cùng tông với chai này, chúng ta có thể lấy Versace Eros làm cái điểm so sánh. Thì chai này gần như ăn đứt Versace Eros về mọi mặt. Có nghĩa là chai này mùi tốt hơn, bám tỏa tốt hơn và đương nhiên là nó sexy và nó cuốn hút hơn. Và chai này nó không phải 100% là nam tính, nhưng mà nó có một cái sự lả lơi nhất định, do đó cái vibe của chai này, cái cảm giác khi xài chai này nó cho các bạn cảm giác khá là playboy, kiểu dạng đi club này nọ. Chai này sẽ không phù hợp cho môi trường văn phòng, và đương nhiên nó chỉ là dùng về mùa thu đông, đi club hoặc đi hẹn hò. Đương nhiên đi hẹn hò bạn sẽ cần phải xịt ít lại vì chai này nó bám rất là khủng, và nếu mà bạn xịt nhiều quá thì rất là dễ gây nhức đầu cho người khác. Và đương nhiên nếu mà bạn không phải là một người thích ăn ngọt, không chuộng tông ngọt thì đương nhiên chai này không dành cho bạn. Nếu mà bạn thích những mùi mùa đông thiên về mùi gỗ này nọ thì chai này không dành cho bạn, vì chai này nó giống như là nó khá là tuổi trẻ và nó khá là ăn chơi ha. Thì là phần nói về mùi hương đã xong, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm điểm mùi hương này. Cái thang điểm mình chấm thì như các bạn đã biết rồi, nó là gồm độ nịnh mũi, độ độc lạ, độ bám tỏa và cuối cùng là cái độ đa dụng. Thì đầu tiên về độ nịnh mũi mình sẽ trên chai này 8 trên 10. Tại sao chai này nó không phải điểm cao hơn 8 trên 10 là tại vì cái chai này nó là tông ngọt, và đương nhiên trong chúng ta không phải ai cũng thích cái tông ngọt trong nước hoa. Và đặc biệt là tông ngọt trong nước hoa designer nó rất là nguy hiểm ở chỗ là nếu mà làm không khéo á, nó rất là mùi hóa, rất dễ có mùi hóa học. Và đương nhiên chai này nó cũng có cái mùi hóa học trong đây, nhưng mà bạn có thể hạn chế cái điểm yếu này bằng cách bạn xịt, bạn dùng khoảng 30 đến 45 phút trước khi bạn đi ra ngoài. Lúc đó mùi hương nó xuống, mùi nó sẽ êm và nó dịu hơn. Rồi thứ nhì mình muốn chấm là cái độ bám tỏa. Độ bám tỏa chai này mình xin cho 9.5 trên 10, vì đây là một trong những chai bám tỏa khủng nhất của designer, nước hoa designer trong khoảng 6-7 năm trở lại đây. À, như mình đã nói với bạn nãy á, thì nó bám trên da mình 12 tiếng, bám trên quần áo thì một hai ngày là chuyện rất là bình thường, và nó tỏa rất là mạnh trong vòng khoảng 2 đến 3 tiếng đầu. Và để độ đa dụng thì cái chai này mình sẽ cho độ đa dụng nó chỉ có 6 trên 10 mà thôi, vì ở đây cái lý do chính là cái tông ngọt, và vì nó khá là ngọt như thế này và nó chỉ phù hợp dùng cho mùa thu đông hoặc đi hẹn hò hoặc là đi club mà thôi, nên nó cũng rất là kỵ người dùng. Nếu là bạn là một người một một bạn nếu mà bạn là một bạn trai theo đuổi phong cách ăn mặc nó chỉnh chu, nó đàng hoàng, ví dụ như là quần tây, áo sơ mi này nọ, thì cái chai này nó không phù hợp với cái phong cách thời trang như vậy. Chai này nó phù hợp với phong cách thời trang kiểu như là jean nó rách gối và nó ăn mặc chất chơi kiểu đi bar, đi quẩy, đi club á, nó mới phù hợp được. Cái lý do đó nên chai này cái độ đa dụng á, mình sẽ cho chai này nó khoảng độ đa dụng chai này nó không được điểm cao. Và cái cuối cùng mình muốn chấm á, là mình muốn chấm độ độc lạ. Thì sẽ mình đây phải nói nhiều một tí, là phải quay ngược thời gian trở lại lúc mà Le Male được giới thiệu trên thị trường. Thì lúc đó Le Male nó đi ngược lại với cái tông nước hoa chủ đạo hồi xưa, mà nó tạo ra một cuộc cách mạng, tạo ra một cái cuộc cách mạng rất là mạnh mẽ trong cái ngành công nghiệp nước hoa, đặc biệt á, là việc dùng cái tông ngọt cho nước hoa nam. Nhưng mà đây Ultramel nó chỉ khác biệt so với Le Male ở chỗ nó thêm vào cái nốt là nốt lê, và đương nhiên là đối với những người tinh ý thì người ta mới mới ngửi được mùi này, còn đối với những người bình thường thì ngửi một phát ngay là người ta sẽ chỉ thấy được cái tông ngọt mà thôi. Do đó về độ độc lạ chai này nó sẽ không, mình sẽ xin cho độ độc lạ chai này nó chỉ có 6 trên 10 mà thôi, vì cái tông ngọt trong nước hoa design là nó đã bị lạm dụng rất là nhiều rồi. Bạn có thể thấy là hầu như tất cả các nhà designer đều có những cái mùi nó đậm mùi đẹp mùi nam, nhưng mà đậm mùi vanilla tông ngọt này nọ. Đưa đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích những cái loại content như thế này, đừng ngại cho mình một like và có thể comment góp ý để mình phát triển kênh ở bên dưới phần comment. Tất cả mọi điều mình nói trong video này sẽ được recap lại trong phần video description. Ngoài ra các bạn đừng quên để cho mình một sub để kênh mình phát triển nhanh hơn, và cũng đừng quên là nhấn notification bell để khi mà mình ra video mới bạn sẽ không phải bỏ lỡ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video phần tiếp theo. Peace.